Ngày 7 tháng 11, Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nghi án bé trai 10 tuổi bị cha và mẹ kế bạo hành ở chung cư Lê Minh Tôn, phường 15. Theo điều tra, ngày 18 tháng 9, cháu V. Quỷ, ca 10 tuổi, ngụ quận 11, được các cô giáo ở trường tiểu học Tờ. Quỷ, Tờ, tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện có nhiều vết bầm tím, vết bỏng trên người nên gặng gỏi. Nghi ngờ bé trai 10 tuổi bị gia đình bạo hành nên một giáo viên đã chụp ảnh và gửi đến Ủy ban chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em và mong cơ quan chức năng vào cuộc. Ngay sau đó, Công an phường 15, quận 11 đã vào cuộc xác minh vụ việc. Qua xác minh, bé K là con của chị N, T, H, I, 36 tuổi, ngụ Hà Nội, và V, N, Quỷ, ngụ quận 11. Do mâu thuẫn nên hai vợ chồng ly dị và bé K sinh sống cùng chị K ở Hà Nội. Khi cháu K học lớp 2 thì được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống với quận. Thời điểm này, quận lấy một người phụ nữ khác và cả ba cùng sinh sống ở chung cư Lê Minh Tôn, phường 15, quận 11. Cháu bé 10 tuổi với các vết thương trên người. Chị Y cho hay, khoảng tháng 3 năm 2018, chị từ Hà Nội vào thăm con thì phát hiện nhiều vết bầm trên người. Người mẹ gặng gọi thì cháu nói bị mẹ kế đánh. Sau đó, chị Y hỏi quận thì được ông này nhận là có đánh con do cháu không nghe lời. Liên quan vụ việc, tối 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp tại chung cư Lê Minh Tôn để thông báo cho ban quản lý, ban quản trị và toàn thể cư dân về vụ bé trai nghi bạo hành. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã công bố thông tin kết quả giám định của cơ quan chức năng về vụ việc của cháu V. N. K. 10 tuổi, ngụ tại chung cư, nghi bị cha đẻ và mẹ kế bạo hành mà báo chí đã phản ánh. Vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường khẳng định không có chuyện bé K bị bạo hành. Bà Huỳnh Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả giám định cho thấy cháu K bị đa chấn thương gây xương bầm mô mềm, thương tích do vật tày gây ra và đã được điều trị. Kết quả giám định về những vết bầm trên cơ thể là 0%. Phía lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 15, quận 11 thông tin về vụ việc tối 6 tháng 11. Công văn của Ủy ban Nhân dân quận 11 cũng yêu cầu người dân tại chung cư không nên tin vào lời lẽ sai sự thật của một số cá nhân tại tòa nhà và chờ kết quả điều tra của Công an quận 11. Những cá nhân đăng tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự người khác sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch phường 15 cho hay, cha cháu K thừa nhận có đánh cháu và hứa sẽ chấm dứt tình trạng này. Về thông tin công bố, đại diện ban quản trị chung cư Lê Minh Tôn cho rằng việc ủy ban phường công bố không có sự việc bạo hành trẻ em trên địa bàn phường là chưa chính xác, gì trong nội dung văn bản không có chi tiết nào khẳng định cháu K không bị bạo hành và vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Tại buổi gặp mặt, bà N. Thi Ngo Cờ Nư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho biết tỷ lệ thương tật 0% đối với cháu K vẫn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi bạo hành. Đối với trẻ dưới 16 tuổi thì không cần phải 11% mới bị xử lý, mà dù 0% vẫn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi bạo hành.